này không phải dành cho anh ấy. Đến nửa đêm, Jeon nằm ngủ rất khó chịu. Còn đơn nữa này cho anh cầm. Trả lời như vậy, Suzy bỗng cảm thấy bất an, chạy về nhà, thả cái nạn xuống chân, quay đầu lại nhìn lại cửa phòng đang đóng kín, mặc đồ
Bao nhiêu? Sao cái cốt xuất ngủ? Còn đơn này nữa này. Người ta hẹn với thiên hết, người ta trẻ hẹn với vô con người ta ấy. Ông ấy bảo tê lè à, từ lúc lấy vợ ông ấy bắt là gì nhỉ, ý là kiểu vợ ông ấy lại được làm đưa khoảng 5 triệu đê triệu đấy, kiểu thế à, bây giờ lập công ty thôi, nhưng mà ý là kiểu mới vừa mới lập, ý là thế ạ. Ông ấy tay làm triệu ông ấy ra một công ty nào ổn ổn thì vợ ông bảo không. À, tiền bạc này rạch ròi à, kiểu không chung đúc ấy. Đấy xong rồi ông bảo này Linh đảo nói cái lương giả cười à? Cái bác giả cười à? Vợ thì vợ còn là lương 5 triệu 3 triệu rồi. Nên là kiểu ông ấy phải lo ấy. Xong thì kiểu ngày trước còn ở dưới nhà bố vợ không? Xong thì ở một thời gian thì kiểu thế thì không mềm hạ nữa à, kiểu không ở nữa ấy. Thì anh bảo là kiểu tính của anh ấy cũng không thích phụ thuộc, nên là kiểu anh ấy ra ngoài xong thì còn mua được đất ở trong Đắk Lắk cơ. Ngày xưa ông ấy đi làm ship, ông ấy kể chuyện này ngày trước làm cả 50-60 triệu. Xong rồi bảo là mua đất gì ở trong Đắk Lắk ấy, xong rồi còn vay bao nhiêu tiền gì đấy. Xong thì bố vợ còn kiểu ý là phải nể anh ấy vì điều ý. Ý là kiểu là không biết là rất là ngầu, không biết là độ fit đến đâu, nhưng mà kiểu nói như vậy. Mình muốn trừ heo đi một nửa. Tin nửa fit. Thế cùng chân sơ kết có thật thì cũng được nửa. Bởi vì mình du di mình tin cho người ta. Không, nhưng mà nói thẳng này như ông này, này ông ấy cũng tụt gác này, chăm chỉ mà làm mấy đấy. Kiểu là ông này nghĩ rất tốt.
còn còn ông này là kiểu cũng ngon to đấy, xong thì tôi bảo này chồng em chế biết làm gì, thế xong xong thì ông bảo này à, thì lấy trong nhà giàu để neo được giàu, anh thấy em có giống gì giàu không, ừ, thì tại em giàu em là trẻ phải. Trẻ anh ấy còn vừa bẻ tay ngoài cửa nhìn cái này từ con này nhìn lại thấy nó giàu rồi nhỉ, con nào con mẹ. Nhìn thì con nó giàu lắm chứ, nhìn lại thấy nó giàu rồi mẹ. Như mình xuống số vẫn bẩn đâu bụi như xuống rồi nghèo nó ở phong thái đó mẹ. Vừa bẻ xong đây này, xong này ông bẻ tay này tám được cha thành phố được vạch. Thế xong này xong này xong này là ông ấy bảo này trong nhà giàu cứ làm công an, tôi bảo trong em là công an đâu, xong rồi trong em là công an đâu, xong rồi ơ thế không phải à, không thế trong em là gì, trong em là văn phòng bình thường thôi. Thế xong này bảo thế bố mẹ chồng làm công an rồi, ừ bố mẹ chồng đi làm công an về hưu lâu rồi mẹ. Thế xong thì ông bảo ừ thế là được rồi, thế là gì lưa thôi đảo hết cái bát giải cầy đi. Cho lưu cơm cho nó. Cho nửa bát thôi ăn nè. Bát thì nó cũng không nhiều đâu, toàn nước thôi. Thì ăn thêm cái rau rồi, lưa cái rau nó ăn nhanh nó mỏng mất. Kể nè, vơ để ông ấy chăm vơ đến mấy giờ sáng gì thế nào thế kia, xong này cả vơ thì trẻ kiếm được tiền, nó thì làm tiền thì đe chiêu. Ông ấy hỏi tên này mấy đứa rồi, nó bảo này được có đứa đấy, con gái đấy. Thế xong là thế chưa nghe cái cu ấy gì, thế nó đang tưởng gần làng cu xong kiểu tan treo ông ấy. Chồng em là biết chăm con em để bé đứa nhưng mà không biết chăm em để có đứa đấy. Xong ông bảo này thế thế nào được, phải để trưởng cái thằng cu vẫn phải để thêm. Thế là kiểu này vừa trai vừa gái, tức là kiểu người ta thích có con gái để nó giống như kiểu có tình cảm ấy, nhưng mà vẫn cần con trai, nhưng mà vẫn cần con trai để nó rõ. Bây giờ tư tưởng của nhiều người này thế, bởi vì bây giờ người ta cũng biết là con gái nhiều đứa giỏi, với cả nhà có con gái rồi kiểu là đâu muốn mít hơn con trai, nhưng mà nó vẫn còn cái tư tưởng ngày xưa là không có con trai thì mất nòi có khóc này kia các thứ đấy mẹ. Với kẻ kiểu nói chung này, với kẻ nói chung là kiểu như này này ví dụ như Tê với anh Dũng ấy, kiểu không quan trọng con trai nhưng mà ông bè thích con trai thì mình cũng phải cố con trai để cho ông bè đấy kiểu này. Hai đứa kia nó cũng vui nên là kiểu nó vẫn đi kế con trai. Thì giống ví dụ như này không có con gái, ví dụ như anh này để hai đứa con trai thì thôi không để nữa, nhưng mà ông ấy mà để hai đứa con gái thì ông ấy lại phải đi cấy thêm cố kiểu cố thêm ấy, thế thành ra là nó thương con trai để chút. Nếu mà để bình thường ra thì nó lại tỷ lệ sinh con thì nó được cân bằng ấy, nhưng mà những cái người này không có con trai thì em như kiểu là xác suất mà không có con trai thì mình ví dụ như nhà Hà Tháp ấy, nó mà đủ trai đủ gái thì nó thôi đấy, nó chỉ có hai đứa thôi, nhưng mà vì là nó hai đứa con gái thì nó lại đi cấy thêm. Với cả bây giờ thì có nhiều đứa thì nó lại kiểu như là ví dụ như là cái đứa đầu thì nó sinh con trai, xong rồi đứa sau thì trai mà gái thì gái đấy, cái kiểu thế. Bởi vì bao giờ cái cấy lần đầu tiên nó sẽ thành công dễ hơn, vì cấy lần sau thì có thể có rủi ro là nó kiểu vô sinh thứ phát, hoặc là nó
Nói chung là được nhiều lý do để kiểu là tuổi cao hơn ấy thì kém hơn ấy, nên là mà dư như vớt thằng Thiên ấy, đôi chắc nó bảo là nó cưới ấy, nó đi cưới luôn như con trai, xong rồi đứa sau trai thì trai gái, nó lại có chửa trước ấy, thì nó chửa con gái thôi, thế là bảo là lần sau rồi nó đi cưới. Cưới trước đâu? Không, con Cúc này lý ra là cưới cùng ngày. Cưới cùng ngày với Tê. Thế nhưng mà sau này kiểu nó lại hoãn lại vì Covid ấy, nhưng mà mình thì không hoãn nên là cưới sau ta. À, chị Cúc là vợ anh Ấm đúng không? Không, đấy là Nhung. À. Nhung thì nó cưới trước anh mấy năm, 4 năm. Đợt đi kể anh Ấm Linh nó tẻ, ông ý không khác gì cái thằng Như Ma Vương. Xong rồi bè này tẻ lố mãi. Xong rồi lúc mẹ lên mà cũng không lố gì. Linh hay nói lố cái là bế tư. Ai ngờ đâu, đấy là lần phát thẻ duy nhất của Linh. Chị Linh chuyên tẻ lố. Tẻ lố con gái luôn. Mọi người về trước đi. Đốt xác mít. Kiểu này ông quê thì trong cái lễ về bốt cũng ra bố lợi. Thì là có cái thai con kiểu mẹ ấy. Thế xong rồi con tất nhiên rồi mẹ. Thì là nó cũng buồn cười ấy. Thế con Thủy là mình nói trêu kiểu này thì không có xác pin đâu. Tí này xuống đấy phải không có xác pin thì đem bỏ. Thế xong thì bè chuyên bè kiểu lên bất tâm về cái việc này đốt. Đốt điện thoại nó cũng có xác. Thế xong thì đến lúc mà mọi người kiểu này tí này kiểu lễ xong hết đi hết. Đi hết rồi xong thì bè đã nhỏ đi nè. Lần sau tí này bè đốt ấy thì đốt cho nó thêm cái xác pin rồi nó không có cái xác nó không dùng được. Mẹ mình bảo lẹ. Nhưng mà cái người mà người ta làm mẹ người ta làm điện thoại người ta chửi là mình kiểu mua xác. Ờ, để cho đầy đủ cái bộ. Ý là kiểu ai không biết đấy là câu đùa mà. Nhưng bác ấy là nghĩ thật. Công cốc thì làm sao? Chẹp sắn pin công cốc mà. Nếu mà nói là chân làm sao là vậy? Chỉ cần đốt tiền. Mày công nhất không? Đốt mỗi tiền. Thích gì tên cửa hàng ông phủ Bách Hóa. Ông phủ Bách Hóa. Sáng đi quay chỗ để cái bè nào bán hàng mẹ có mấy cái túi xách tay nhìn cười lắm. Xanh xanh đỏ đỏ. Đẹp chứ, bè ông thì mua cho. Bè bán lúc trước thì em mua cho em mấy. Ờ, cái nào được cái đấy. Nhìn như kiểu túi hơn mệt bạch tạng ấy. Đẹp nhỉ. Mẹ nó không biết nhiều quá cũng không biết ăn vừa. Vừa.
nhắc đến nhiều ít là nhớ để Huyền Đông. Nhiều nhà nó thì không phải là nó cũng khi thì con Huyền Đông trong đấy thôi, nhưng mà việc gì nhà nó là kỹ kỹ lắm đấy. Nó ý là không phải kỹ mà kiểu là keo ấy. Ừ. Mèo thì thừa nó canh để nó nhà không ra ai lấy đâu. Nhà khác thì đi thêm nào. Vơi cho cái đĩa to xin này. Cái này như này thiếu cũng không không có không đủ để ăn. Mỹ chưa ăn đã lo hết. Mẹ tên thấy nhà cô Phương bắt này. Nhưng mà thế nào mà gọi điện không gọi được. Người ta biết thì ngon rồi, đâu. Ừ, người ta biết là mình dùng thế này. Dùng cũng có thế thôi. Dùng cũng có thế thôi. Không phải dùng. Trước đấy gọi đi ngay. Hôm nay người ta đi đâu mà người ta không đi được, người ta gọi đi mà. Lúc mà người ta cỗ xong rồi đến cái ngày giao cỗ là gọi đi được rồi. Thì cái gọi cỗ thì nó không gọi được. Ở đây đặt cỗ cái mâm cỗ mà không kem đầy tháng đấy, chiều tư một mâm đấy. Đắt nhỉ. Còn không bằng cái mâm cỗ nhà cô Phương thôi, nhưng mà ở quê thì rẻ hơn. Không, thực ra nó là không bằng, không phải, nhưng mà kiểu tương đương nhau. Thì ở quê một chiếc ở chiều tư, chứ còn làm gì nước mà mâm ấy không bằng. Tế không đặt đầy đủ mà có mâm 1 triệu 2 là có làm mâm. Cái lùa lẩu hôm qua nó là lẩu té là ở xưa với xỉu, nhưng mà là lẩu bò ăn hết. Gần như là lẩu té thì người ăn được người không. Cứ để kẻ đó ăn cũng bị nhầm đấy. Thank you.